Một khối quặng vàng 1.000 năm tuổi, nặng 45 tấn đã được tìm thấy tại một công viên ở Trung Quốc. Chuyên gia địa phương nhận định kho báu này là quặng vàng lớn nhất từng được phát hiện cho đến ngày nay. Cụ thể, 9 năm trước, tại công viên Suy Trang, tỉnh Chiết Giang, khối quặng vàng trên đã được tìm thấy. Khu vực này rộng hơn 3.300 hectare, có nhiều hang động đan xen và là nơi tham quan của nhiều du khách. Trong quá trình khai quật quặng ở lối ra công viên Suy Trang, các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện một khối đá lạ, óng ánh sắc vàng nằm trong núi. Một số nhân viên sau đó cố gắng đào vật thể, tuy nhiên càng đào sâu thì khối đá lộ ra càng lớn. Nhóm nghiên cứu sau đó quyết định điều động máy móc hiện đại đến hiện trường để tiến hành khai quật. Dựa trên phân tích ban đầu, các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là một kho báu lớn. Để đào được khối vàng khổng lồ lên khỏi mặt đất, các nhà nghiên cứu đã phải dùng công nghệ đào thông minh. Tất cả các máy đào sẽ được vận hành từ xa, người điều khiển chỉ cần điều khiển máy cắt, băng tải, máy chuyển và các thiết bị đào núi chuyên dụng thông qua máy tính. Công nghệ camera AI có độ phân giải cao cũng được trang bị để giám sát, đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành. Khi toàn bộ quá trình đào hoàn tất, các chuyên gia đã vô cùng sửng sốt khi kho báu quặng vàng có tổng trọng lượng lên tới 90 tấn, trong đó hàm lượng kim loại quý là 45 tấn. Kết quả thử nghiệm cho thấy, khối quặng vàng lớn có chứa 216,7 gram vàng và 3.677 gram bạc mỗi tấn. Các chuyên gia phân tích xác nhận kho báu này được hình thành cách đây 1.000 năm. Đây là quặng vàng lớn nhất được phát hiện cho đến ngày nay. Sau khi khối quặng vàng được đưa lên mặt đất, công viên Suy Trang đã được mở lại. Tuy nhiên, thay vì đưa quặng vàng vào viện bảo tàng hay luyện vàng bạc theo cách thông thường, các chuyên gia lại phủ một lớp sơn bột màu vàng lên vật thể rồi để cạnh lối vào của danh lam thắng cảnh để người dân đến tham quan.